Nó đài truyền hình lai châu hà như tổ cứ khẻ à dự à như na hà hu tạ kì nhu thì cho cứ khẻ à dự à như na hà hu tạ kì à mi nó như thế gì nó hé la xíu cái kỳ thọ phò đồng chí Trần Tiến Dũng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhỉ sở ngành huyện thành phố khác cờ mò nhớ qua nè nè khu nè cờ à khá như thọ như thế ngà khổ sẽ khổ khờ lẻ tình giờ phút giờ sù thế nè xì đuôi chả biết nè bi đu lèng y lì bi đu la lở ấm hòng ha lê lèng cứ ra đu thuê một nhớ ua cho ẻ ba lơ lỏ đồng chí rằng a tính ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sở ngành ủy ban nhân dân huyện thành phố khai giờ duy mô ma phổ cưa kha nè khu nè cứ a kha nhì thò nhì chắc ngà khu xác khu khơ lè tình giờ phút giờ xù thế nè xì đu lè bi nè bi đu y lì bi đu la lở lỏ cá lỏ phụ giả sư thế nè xì đùa chả bí nè bí đùa lọ. Phụ giả sư gà dạ chả xả yè xu nà gò. Các cấp chính quyền nè phụ giả sư chả bí hù thả giả thế nè bí sư. Các cấp chính quyền chả nữ mà đẻ nè phụ giả sư xì đùa chả bí hù thả giả. É bí giả. Phụ giả sư thế nè xì đùa chả là xả bí đẻ nè. Tính mít giả đề giả ủ giả khó tỏ bí mừ đù lạ. Phụ giả chả lá bử lạ mà bí cho xẻ ủ bí mừ. Phụ giả sư xí đùa xó gà mò chả ủ ở chả thì cho là khó nè xài ý sự khó phả. Các cấp các ngành phụ giả sư xí đùa chả hú thả giả phụ giả ủ ở chả xú gái như hề bí xí nhả. Thủy mò nhà ủ khá nè sở ngành huyện thành phố khá giờ mà phụ cư cho khá nhỉ nhưng mà đó nè tình giờ phụ giả sư thế nè xí đùa chả bí nè bí đùa y lì bí đù lá lạ ở mơ hẻ dô lá ở chả cư giả giả. Thủy mò nhà ủ ở chả xá lá phải. Đồng chí Trần Tiến Dũng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhỉ, sở tài chính nhỉ, hai ở bác cứ ra đò là ở trà nát hà đò thế nè, phu dễ xu ở trà xu thó tỉ bà bi đá nè, phu dễ bi xu ra dễ nhà ở xó tè mà trẻ, phu dễ xí đua nhỉ bi mử. Cơ quan thuế thế nè, doanh nghiệp khai ba ba nè, phu dễ xu, phu dễ bi bà đò là ở mò nhẹ mò bi ú mử lẻ é bì. Thế xì nói hẹn là xì nè cơ nhúc hờ lè huyện Tân Uyên mít trả ẻ à nọa cơ tính mít trả nè. Huyện mít trả ẻ ủ lá lỡ cho ế trả. Xung hẹn gó chế hẹ gà cho. Thuy khá nè cơ la ngọ. Nà còn nà ở mít trả nè ủ lá lỡ hì trả nhì chế ăn ngà gà. Lê ô mẹ gà ế cho nè nà có nà mà nà lè hù thả trả. Thế nè nà còn mà giờ ở tính nè. Ủ lá lỡ xung hẹn cũng chế hẹ gà khá lọ. Là khô ế cho nè à khá hà lê hù thả trả. Thì nước xảy ở các nhà tỉnh thành phố Mít Trả Ế, COVID chế gò lẻ nà gò mò nà đù gò la nè. Huyện Mít Trả Ế, COVID chế gò lẻ nà gò mò mà bì nà đò giá đù la lẻ. Huyện Tân Uyên nhỉ nữ mà đoá nè. Bứ xe y hò ra mi ra hiểu. À nọ à cứ tính Mít Trả Ế ủ giá khó tố y lỡ y chá ế. Hi á khá ế huyện Mít Trả Ế mà gà ủ la lẻ, ế bì lẻ, ế mẹ y. À xú gà huyện Mít Trả Ế ủ la mô ơ lò. Ủ lỡ mì thè bố qua nè, lê ô mèng cho gà cho nè, nà gò nà mà nà lè hù thả giá nè, nà gò mà bì nà đồ giá đù là. Nhớ khi lè xó la ngọ thì tình xài mít trả, giá cụ giá chết của khu tư cư trả, thì hạ ngà chết gò thó gà cho. Thì tình xài giờ bữa xe nè xó la ngọ xu chết ủy bì. Thì khá nè cứ la ngọ, giá cụ giá y hò giá chú chú ơ trả để giá ơ lò ủy chết thó gà. Già cụ già các nhà mẹ suy già có ở trả gò thọ ngã hát gà so la ngọ cụ bị bỏ la cha lệ trò so đủ bù đủ á nè gà xí nhà ở lò thì tình xài già cụ già á khứ à là mà nữ hà ở mà mưa ở trả nhì thọ cụ hà hẹ chết gà trò các nhà gà lò hì mì thẻ so gà tù giá yì thuy lên nhì nhú lò mà tù giá ẹ phê thả nhú tình la châu mi trả leo mẹ à cứ à là mà nữ hai ở mà mưa ra cô cha bị tù giá ở trường cha mà gia sĩ thì là nhỉ chứ mẹ ra mơ lỏ leo mẹ à cứ à là mà nữ hai ở mà mưa
à cho cơ mà phố giấy nhà ở cho bị tù giá ở trường trả tù giấy cả mọi nhà ở cho trả nhà cỏ leo mẹ à cứ à là mà nữ ha ở mà mừ à cho cơ mà phố giấy nhà ở cho bị tù giá ở trường bị đù la ở mỏ lò các cấp các ngành thế nè xã hội xài các nữ cứ trẻ nè à cứ à là mà nữ ha ở mà mừ à cho cơ mà phố giấy nhà ở giá cũ giá trả cho cả bị tù giá gì thế nè à cho cơ bị phố giá ủy nhà tính là châu lò lo bà thủy điện ua nè u chu họ từ trả gia có nè nga xa chu giá gà gia có như tính nhỉ bự xe doanh nghiệp trả gà nhà trả ba ba nè nga xa trả bị chu giá đo đu có lá nè phu dễ bị gà giá la nè để trả ở bị gì là như cứ lên ngõ tính mi trả nga xa họ từ gò hà cụ chế gò mò già u chú trẻ nè chu giá ở trả chế hẻ thọ nga hà gò chế thứ khôi các phụ nữ chú giá ở trả thì hạ số chế ủy thọ hay chế nhị thứ khôi thì là nè xí là xí là khoe ngã xả ngã giá ở lò thì nghe thì hạ ủy chế sĩ thọ kỳ thứ khác này cứ là ngõ họ tử nè chú là ở ngã xả họ hạ nhị chế sĩ thọ kỳ u chú trẻ nè chú là ở ngã xả họ chế hệ thọ kỳ lo bài nhẹ giấy là ở trả thì hạ nhị chế cụ thọ kỳ amino nhị chế sĩ nọ hiện là sĩ u kỳ phơi ban chỉ đạo covid chế gọi tình nhị thành phố Hồ Chí Minh nhẹ covid chế gọi lệ na có mò mà bị na đủ là bị khảo u la mà lệ nhị cho lệ chọn bị ba u yờ cho u hi cho ẻ bị ba bà u yờ lo cán bộ y bác sĩ nhị chế số gà thuê u ở cho ẻ ba lờ lo đồng chí Lê Văn Lương phó bí thư thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Tiến Dũng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Chu Lê Trình, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, thế nè sở ban ngành tỉnh giờ chủ mò ma phổ cửa khà, nhú hoàng hát lê lè ngay hà cửa nè à yu à nhẹ bí ná hà hô giả lắng hư. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế nè khu ế bì lạ ở lò cả ba ua nè. Ngành y tế nhỉ, đoàn công tác là trả bì đù la nè. Do gà bú tủ thành phố Hồ Chí Minh nè, nà gò mà bì đù la. Bì khả ủ la lè ba bà uy mà lè cho. Cán bộ y bác sĩ nhì chết xu gà chết đù. Nư mà dì to lè dì thá nè, là châu yờ cán bộ y bác sĩ khá nhì dư xìa nè. Thì nước xài nà gò, COVID chết gò lè nà gò mò cho khả ua nè. Là khỏe này ủ lá mà lại trò. Trước tình hình căng thẳng của dịch Covid-19, Covid chắc có lẽ nà có mò nà đủ có la nè. Cán bộ y tế như chết xúc gã nhỉ dư xỉ nư ma tà giả xí khóa nè. Thành phố Hồ Chí Minh nhẹ ba bà y. À khả y chữ ba bà đua nè. Thành phố Hồ Chí Minh mới chạy. Nà có bị khả ủ lá thế nè. Hi lẽ ba bà y ở lọ. Nà gò mà bì đù lá lè ủ cho khả giá ở trà gà tù giá xì nhà ủ nhà dễ lạ. Hi lẽ ba bà y ở cán bộ y bác sĩ khá lọ. Mò nhẹ ủ nhà thế nè. Nà gò mà bì đù lá lè ủ ở trà xì nhà ủ gò. Hà ở trà chỉ nhì mà lù. Mò nhẹ gà ủ gò. Ủ trà hò gò ở trà tà thế á nè. Ủ kì nữ gó lè mà quá ạ. Nà gò do lá ở cho chài á khá hủ sư cho khá bí á nè sư ta gó lạ. Thuy lê nhị dư xí á nè, thành phố Hồ Chí Minh mi chài nà gò bí khá ủ lá mà lè. Là cho yờ y bác sĩ điều dưỡng khá nhị, á khá đủ nữ mà đó nè nà gò cho khá giá ủ. Cơ quan nhờ chú mỏ, mi xót giá nè bác sĩ khó ế bí lá nè. Thành phố Hồ Chí Minh mi chạy ba bà y. Dư xía nè ua nè, nà gò bì khả ủ lạ. Thuy ua cho hải đồng chí Trần Tiến Dũng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhỉ. Đồng chí bí thư tỉnh ủy giáng báo mỉ nè. Thành phố Hồ Chí Minh nhẹ ba bà y cho khải bù đò lạ ở xóa thứ mò trà. Đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhỉ. Hi lẽ ba bà y ở y bác sĩ khả do gà bú tủ ba bà y, à khả ba đùa trả chư ta gò. Nhà lò hi lẽ ba bà y ở cán bộ y bác sĩ như chết xú gà nư ma tà giả, cô vi chá gò lẽ nà gò mò nà do lá ở cho trả mưu lá lẽ hủ sư cho khả bì thế nè.
cho gà khả mưa lá lẻ cho giả thá nè. Nà gò này cho khả quá nè là khỏe u lá lẻ ế bì. Covid chắc gọi là nà gò mò mà bị đủ lạ. Cho khả vừa mò nhẹ mò u ở bì mưu mò ơ lò. Y bác sĩ khả nữ mà gà tà giả. Thì gà khả thị gà gà bà bà giả. Rồi là chỉ nhà u nhà ở lò cả u á nè. Covid chắc gọi là nà gò mò do là ở cho trà hù sư cho khả mưu bì. Bộ Y tế thế nè, thành phố Hồ Chí Minh nè, nà gò mà bị đủ lạ. Bị khả u lá lẻ u ở y lì lù xù bị đủ lá lạ ở trà mưu lá lẻ gà u mưu. Nà gò mà bị đủ lá lẻ u ở trà tù giá nè, là khỏe u lá nè. Nà tư tính mi trà nà gò mà bị đủ lá lẻ mò nhẹ mò u ở bị mưu có lạ. Thành phố Hồ Chí Minh mi trả hi lẻ ba ba y ở lò, y phí gia gò. Nga từ Việt Nam nhờ cho thị gá cả thị gá có xa giá ba ba giá ở xa bì. Nhà lò tỉnh Nga Châu nhờ y bác sĩ trả nhẹ mưu giá la nè. Thành phố Hồ Chí Minh thế nè, thì nước xài na gò. Covid chá gò lẻ na gò mò cho khả vụ. Covid chá gò lẻ na gò mò na đủ có phát la nè cờ. Chính quyền thế nè, lực lượng chức năng khác cỡ mèng. Công an chính quy xã Bắc Tà huyện Tân Uyên lò. Covid chế gò lè nà gò mò mà bì nà đù la lè uo mò rốt dò gò nà gò. Xã mít chả e mà mưu mà xa mà bì đù la lè, hù thà hù đù. Phù sĩ khác yờ cho e gà hù thà nè, lực lượng công an chính quy xã nhỉ. Nư mà đẻ nè y hò cho hì chả, hà nhà cho lè xì nhà. Thế nè bư xe tì gà e em mẹ e bì gà nè. Nà gò mà bì đù la lè uo y lì hì chả bì xì nhà dè. Nư gò kì. Thứ lên nè xa mít chả e Covid chế gò lè nà gò mò mà bì nà đù la lè mò nhẹ mò. U mử đù gò lỡ hà lê lè. Nhu ngay hà gà nè à yu à nhì e bì nà hà hù giả lạ ngư. Nhu Covid chế gò lè nà gò mò nà lỡ lò gà hù á nè. Công an xã Bắc Tà nhì nư mà đò á nè. Chính quyền xã e bò gòng thế nè chứ mì e xa mít chả e. Nà gò mà bì nà la lè bà u. Xa mít chả e nà gò mà bì nà la thế nè. Mà mư mà xa mà bì đù la lè hì nhì mò. Gà u lè xa nùi xe á nè. Công an xa nhì lực lượng bì đù á nè. Thì hò e y á nè. E thì ép nhì cho y chả hù mô đù hì. Nâng mà đù á nè bư xe ép bì á nè. Bộ y tế nè nà gò mà bì nà la lè y lì. Ngà mò thế nè Covid chế gò lè nà gò mò mà bì nà la lè hà hơ y lì hì chả. Dư xá nè bị u mở kì. Công an nè cũng thường xuyên đến. Công an xã nè, hà mô nhì e mẹ e bị lá nè. Nga hò nhì, nhà nước nè y lì bị đu la lời trả u mở. Gió nhì đu y nè khảo trà bà, cho các nhà mẹ mà duy lì. Tì gá khả tì gà khả giả. Các chủ trương chính sách của. Xã mít trả yờ y hò thì thôi ủy hát hóa dễ. Cho giả cũng thò ủy hát gà dễ hô thả giả. Nhưng thì xã xã y bứ xèn chê gà là khỏe cho anh nè. Nà có nà mà nà lè hô thả giả. Công an xã hà mô nhì, hì cho khẻ hô thả hô đủ y. Nhẹ lò gứ là ủ dơ hì chà e ế bì anh nè. Nà gò mà bì nà la lè mứ la lè bì u kì. Xã mít trả e đô la đủ hì ơ chà mứ la lè hô thả. Lực lượng chức năng khắc cờ phóa nè. Mà mờ mà xa mà bị đủ la lè hù đủ y. À xúc gàng, nà gòn, mà bị nà la lè y lì ưu chú đủ lỡ lò dư xá nè phà. Thường xuyên xuống địa bàn tuyên truyền. Phú xế gà yà nè, em mẹ e bì yà nè, bứ xe à gó y lì chà u mờ gò. U chú đủ lỡ cho y chà, bò gò là thế nè, nà gò mà bị đủ la lè y lì chà u mờ gò. Theo khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế. Hiá khai lực lượng công an xã nè, à khá thuy lệ đu quá nè, xã cỡ mẹng, nà gò mà bì đu la lè mò nhé mò ú mử gò. Thuy lệ nà gò lực lượng công an xã nhỉ, nâng mà đẻ nè hà hờ mà bì ú chú đu la ẹng ú mử thá nè. Xã mít thả e mà mờ mà xa mà bì đu la. Lê ô mẹ chè nọ khổ khổ sử cho bù đá la nè cờ nhúc hờ lè. Công an xã nhỉ, xô khổ cho nhu, yê yê khổ ở dạ, bé la ở hà hờ. Mì giảng, cứ sư cứ nhìn, bử giả,
ưu chứ đủ lợi chả, ưu xoay tròn bá nẻ hù lộ đủ gà. Đưa ra những cái phương hướng và công an xã Bát Tá Nhĩ nơi mà đó nè chính quyền xã ẻ bò cò xã mi trả ẻ mà mưa mà xả mà bị đù là thế nè chứ mẹ xã mi trả ẻ có viết xe gò lè na co mò mà bị na la lè hù thả hù đù gì u mờ na cò na đù có pha la nè lực lượng công an xã Nhĩ em mẹ em bị pha nè công đồng xã ỉa na cò mà bị na la lè biểu mử kì nương mà đoán nè na cò mà bị na la lè y lý u chú đồ lợi chả hôm mò bị bố cô xả là huyện xin hồ lò nga tư tình yêu huyện khó tu mít giả mít gò gú gò lô kà khả nà gia gò gà e chô thì huyện an nè xe gò bà là đô la nè ư lè lè ư bù bù mít bà bà giả lợi hì chà nè cá mà cá chử cá bà cá sẽ là cá mồi gia cổ. Thứ lên nè huyện mít trả giờ các cơm các ngày thế nè bự xe nhỉ. Nếu mà nữ a kha đuá nè là cha mẹ cá mà hà hở u mử u kí quá nè. Cá mà su lè bị thứ trả mưa hà lê lè. Nhu ngay hà cứ á nè à yu à nhì e bị nà hà hù trả lãng ngư. Hi á kha ngá tư tỉnh thế nè. Lèo mẹ huyện sinh hồ mít trả u dê mà lè dê mô cá quá nè. Huyện mi chả cá mà chả cá bà cá xe đu gò là. Thì lò quốc lộ chê nhì, tỉnh lộ thì hạ nhì chê hẹ, tỉnh lộ thì hạ nhì chê gò, tỉnh lộ thì hạ xu chê xu thế nè. Huyện mi chả giờ làng mùa tùa xín chả, nằm cuối nằm hàm, tà ngào lao lử để nằm tam thế nè. Phú xế yếu cá mà khả gà nhà thọ thư khối mi bà nè ba chả ba chế á nè. Cá mà y mà lá nhà ở chú chả gò. Thì là ba giả ba chú đu có lá nè, ủy ban nhân dân huyện Sinh Hồ nhỉ, cơ quan chuyên môn khai, sở giao thông thế nè, đơn vị quản lý đường bộ khác cửa nè, phó á nè, cho giả hà ở mà hề gió đổ lá ở chả, hà lẻ bi đu lá nhà ở lỏ bi đu lá nè, cá mà mi bà nè ba giả ba chú lá ở khả là cha mẹ khu to đù u mưu quá nè, bữa xe tuy tu lá ở khả bi mử lẻ e bi á nè bi u mưu thẻ kì. Cá mà ca chú ba xe là ở trà khu tỏ u mử u nè. Nga hà nhì cho nhì gà bi đu á nè. Cá mà ai bi hù thả giả. Cá mà trà ca chú ba xe đu lạ nè lọ. Hà ơ mà ai trà u kì nư gó lè mà quả ai cho thả gia thả nè. U tỏ đu thả. Cá mà xù lè mà tư giả nhà mà bi đu lạ. Huyện nè hù thả giả là ở cá mà khá lọ. Ủy ban nhân dân huyện nhì. Phòng kinh tế hạ tầng xây dựng nghề FBA nè, y mử cứ ra khó đô thá nè, đơn vị hạ ơ mà ai gia ơ khá FBA nè, cá mà bí bà giá lá gà mò ai gia có gà chạy, ủ kì nữ gó lẻ mà quả ai cho thá nè, hạ mò bà giá đô lá ngọ là cha mẹ bị khủ tỏ ủ mử quá nè, cá mà tư giá ơ cho ai cá mà xù lẻ bị tư giá mử kì. Ủy ban nhân dân xã thị trấn khá FBA nè, xã thị trấn mi trả cá mà, mi bà ba giả lá gà mùa gia có gà khả hà mò nhỉ y mùa bi hù thả giả mử. Ủy ban nhân dân huyện nè bi bó qua nè bi u mử u. Cũng đã chỉ đạo các cơ quan. Hi tà nà ngà hà nhỉ sở thế nè đơn vị quản lý đường bộ cửa mẹ phó á nè. Cá mà cá bà cá xe là ở trà là cha mẹ u mử u á nè. Cá mà xù lè bi tư giả mử thả má lê trò. Và cái giải pháp trong cái thời gian tới thì. Cá xí nhà ở lò cá lò. Chén nó khu dễ có bà là nè ủ dễ gá nhà mẹ dễ có. Thì lại nè huyện Sinh Hồ nhỉ, cơ quan chức năng khác ở mẹ phỏ. Nữ mà nữ á nè, cá mà bí bà giá lá gà mùa đã có gá chả, mứ lá lẻ khu thả giá mử. Hà mò bà giá đu lá ngọ là cha mẹ khu tỏ ú mử quá nè. Cho giá ủ khó mà bí bà là thế nè, chế giá chả mà bí khu ná đu có lá hoà. A mi nhì thọ chè gò khù gà khù nè gờ. A khà a nhì thọ nhì chè ư khù. Lò khù khơ lè hi á khà ẹ. Đại hội Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam xì cho lè cho yu á nè. Y lì bì đù lá lờ lò gà chứ mì ẹ u á nè. Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam nhì. Thì nước xài yờ ha hờ mà nhà của ở bứ xè. Hi chà ẹ văn hóa là khòng. Chè cú nhuồng chù nè lè bì đù lá. Thư lè nè lò. Công đồng xã biết nè các mà dù, kia nè phút diện ba đô lè mô u.
tổ chức doanh nghiệp các nhà hi chạy FBA nè, phụ dễ bị bà đô la. Thay nhiên hi chạy các mà dù kia nè, phụ dễ bà đô. Phụ dễ thì tì bà đô lì là mẹ tính lại cháu mít chạy, chế nhẹ mà nhờ ở bữa xe hi chạy dù nè ở văn hóa lão khó. Cho lì, nhuồng chú đu á nè, xã Bản Hòn huyện Tam Đường dở. Bữa xe bà nè á nè bị ua hà lê lè. Nhưng ngay hạ cửa nè à dự án nhẹ bên á hạ hồ giả lãng ngư. Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cộng đồng xã bí nè, ca mà rủ kia nè phú dễ bằng. Bà đồ lè bí đô la nè thì nước xã ấy dở. Thanh niên gá nhà nghe gặng bà rủ kì kì. Cho lì xù chọn bí dụ kì giả nạ khó xã ấy nè. Xung nghe thốc thừa á dễ kì. Dù á nè. Phụ giềng xu tỷ bá chế ba đô la nè. Quả bình mít trà dở chân, cao bằng mít trà dở lô. Lai cháu mít trà dở lưu bứa xe hi trà ẻ. Văn hóa là khó chú nè bì. Xã Bản Hòn huyện Tam Đường mít trà dở lưu bứa xe ở văn hóa là khó nhu lọ. Phụ giềng thì tỷ bà. Đô lì là mẹng, ai mít cá hù lưu bứa xe dở là khó hi trà, lô cá chù. Đoàn thanh niên lưu bứa xe thế nè. Là khó chú giờ đơn vị hi trà ba là ư xì, chú bộ là nát khó, và hóa là khó nhu chú đu xà gà. Số giá bộ hi trà khá giá đô ba nè, hú giờ ở bì mử dè. Đối với em và đồng bào dân tộc khi nhà văn hóa là khó nhu chú đu á ngọ, lưu giờ bử xe hà hơ y mử y trà hi trà yô giả thà. Thế nè giá cụ giá hi trà e hà hơ y mử y trà em mẹ giá gà giá la nè. Nga thế nè lừa bứ xe á xúc á nhỉ, mờ có sẽ có. Nga nhỉ văn hóa là khoảng, nhu nè do hà bứ xe giờ cha có hay chả, cho rằng gà mỗi e gia có. Tính mít chả e lừa bứ xe hi chả, cùng thọ xí hạ gà lò gà đề chả. Nga từ Việt Nam mít chả e cho rằng chế thọ gà tư cử. Món họ mà chú ở trên cụ trà bứ xe bác cử. Khá để giờ lỏ huyện Sinh Hồ thế nè Tam Đường, miết trả ẻ. Thế bứ tả lỡ bứ xe giờ văn hóa là khó mò lỏ. Bứ xe dù cha gò chỗ, cha giả găng bứ đu la nè. Hi ca miết trả giờ lỡ bứ xe y trả nơ mà tả giả dễ thế nè. Do hà bứ xe giờ hà hờ y mứ y trả y trả yô giả thả nhà dễ. Cái là hôm nay ông về xem mà ngài hà lừa bữa xe thì chán nhỉ đang nhà nước nè nếu không có là hà hờ ba có la là nè khi mưa nhà quá khải lừa giờ bữa xe để giá út giá khổ thở có ba mới đủ có là nhà nọ và hoa là hoàng chú này la là ở nhuồng hai lê lẻ hồ giá là lừa bữa xe và hoa là kho nhuồng y sử gia la nè mưa có sẽ có tập trung để coi là giữ gìn dân tộc lự. Lự giờ bứ xe giờ văn hóa là khó nhu lọ. Lai cháu mít giả ẻ. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nè. Phút dễ xí đuá nè cho lì. Chùa nhu thế nè hi ta nà á nọ á gử. Phút dễ hi chàng bí đu la pa nè. Cha mà khá bí bí nà khá quê bứ xe hi chà ẻ văn hóa là khó. Chùa nè bì. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nè nuôi khơi cỏ là ngân hàng riêng con panh nè ba bà lá nè lại cho biết trả giờ lừa bứa xe văn hóa là kho chu nè là lừa bứa xe văn hóa là kho chu nè ở mô lò Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nè cho chí nhẹ mà nhà ở xe cụ trả bứa xe văn hóa là kho xe cụ nhường chu nè lè gai ở ba cửa ở thì nhường thế nè lại chào lò ừ nhu ba cử. Công trình đầu tiên được hình thành trong 16 công trình của cả nước đó. Trên nó của cộng đồng xã biết nè, các mà rủ kia nè, phú dễ ba bà đỏ, thanh niên hà hơi trả ác nhẹ lẻ mi thép hồ, út đoá gợi trả lỏ. Các cơ bộ đoàn nè, tôi yêu tổ quốc tôi lẻ bi đu la nè, u ở mùa ẻ dốt dỗ cổ ở thì trả. Thế nè đoàn viên thanh niên khác nè, ba u cổ, u đồ cổ là gà. Thì tính xa ý giờ huyện khá nè xa khá mít giả khá gia của thì huyện á nè. Xa khá mít giả hụt thật giả là ở gà phê phút dì hì trả gà giá nè. Huyện mừng tế giờ gà nhà bứ xe y họ để giá út giả khó tố ở. Mô lô ế gì là.
Thưa nè lo, bữa xe, xa khá mít chá hù thà chá, yô chá ơ lo. Dô gà đè chá, ú chá khó thô hì chá hù thà chá. Yô chá ơ lè, xì nhà, ú nhà chế lá ơ hà lê lè. Nhú ngài hà cứ á nè á yư á nhì ế bí ná hà hù chá lá ngư. Gà nhà khu xa bùm tờ yờ nằm chá phú xế cho ơ á gò. Vàng giá chữ họ, ú chá khó thô hì chữ khó phá. Chế giá á yu là mà y mử gà chá có lá ơ chá nè ú chá đo á nè. Để chá ơ mứ đu chế có lá. Thuy lẻ mứ đu lá ơ lọ, á có chữ gà nư mà đẻ á nè. Cơ quan chuyên môn nè ú chá khó tỏ y lý á mẹ á nè bí tù giá ơ chá bá tù giá y ơ xó tè mà chè. Há ơ thị khu xa khá mít chá hú thá chá lá ơ gà phí phú dẻ gà chá lá ơ chá nè ú chá mứ á nè lì. Chá nọ khu ngá lá xì xá y phòi. Mi nọ khu yờ xa khá mít chá hú thá chá lá ơ gà phí phú dẻ. Hẹn nghe bà gà bà chá ná khó. Á có chữ nhì chí giá nhì. Ở hà á hà chá gư ú lá nè chú chá đỏ thế nè. Thì ba lò ở hà á hà ế bí chá ơ chá gư. Hà cụ ở cụ chá chú mưu ú. Cái tiền là giữ môi trường rừng. Xa khá mít chá hú thá chá lá ơ gà phí phú dẻ chá. Hà ơ thì khu nhì y lì bí đu lá lá ơ lò gà khó lẻ bí lá nè gà bà chá. Hì ế phú dẻ chá. Phú xí mít chá yờ bứ xé chá nè xó lá ngọ nhà gò. Năm nay được hơn 8 triệu. Chà nó khu xa khá mít chà hù thà chà là ở gà phí phú dẻ. Hẹn nghe bà á dẻ gà bà chà nè. Ở hà á hà chà gư ủ lá nè chú chà đỏ thế nè. Là khó khó mỏ. Ú chà khó thơ ở hà ở mà hề mỏ chà gư. Xá tà tổng mít chà xa khá mít chà dạ ở lọ. Mà chè nhì thọ hà gà á dẻ. Khá nhà khu xa khá mít chà cho xe thế nè. Á chà bư chà đu là ở chà mà đu là. Thuy lẻ mới đu lá nhà ở lọ, cơ bụi chính quyền xa thế nè, huyện nhờ cơ quan chuyên môn nè à khá đủ dư xí á nè é mẹ é bì nà cỏ. Xa khá mi chá y lì ú chú đu lá ở chá mưu lá lè phà. Xa khá mi chá hú thá chá lá ở gà phí phú dẻ chá, cho khó lẻ bì chá lù bì á nè lì. Nga hà nhì ủy ban nhân dân xa, chứ mi é lọ. Chủ tịch ủy ban nhân dân xã e bị á nè, tôi sẽ e mẹ e bị á nè, xã khá mi chả hú thả chả rốt tả mà lẻ bị xin nhà dễ lạ. Khó đủ bà lạ cho đô lá nè cửa nhớ khư lẻ, xã mi chả xã khá chả thì cho mà bư chả đủ lạ thế nè, xã khá lá bư lạ cho xe đủ lạ ở cha nhị mà đủ lạ. Huyền mừng tè mi chả xã khá mi chả ra ở lọ, thì hà xí chế ủy thoa gà chè. Huyện nhờ mi chả mi mà khá xài nè xó la ngọ, cụ chá ngã bì á chè. Mi nọ khu khứ lè ngọ xá khá bò ủ cụ chá ngã bì á chè nhà đù lạ. Bữa xe thì bà gà nà xá khá á chà khứ phê á nè tó hà ủ chà. Xó ra á bò dê chá đù lạ xí á nè. Ủy ban nhân dân huyện nhì, cơ bụi chính quyền đoàn thể huyện nè cử xá khứ lè é bì á nè. Cơ quan chuyên môn cử phó á nè. Khá nhà chả bì đù lạ nè bì é mẹ é bì y. Xa khá mi chá hú thả chá ơ tổ đuổi xung ký chá bí đù lạ. Xa khá mi chá y lì ú chú đù lạ ơ cho chá mưu lạ lè phà. Xa khá mi chá chá hà mò nhì bí hú đù yì. Phú chí yờ xa khá mi chá hú thả chá ơ y lì lè ơ mẹ bí đù lạ. Thuy ká nè lò bứ xe nhì, xa khá mi chá chá gò chá. Cho xe á chá khứ phé á nè tó hà ú chá. Thì khó nè thì khó ẹ phó yì mẹ ú chá ơ chá nè. Nhú lò xa khá mi chá hú thá chá nè, xa khá mi chá hú thá chá lá ở gà phí phú dẻ chá bà chá. Há tè ú chá nè, bứ xé đề chá ở dì tò lè dì lạ, đề chá ở mưu chè nư mà xá chè lạ. Lè ở mẹ mi nọ khu thế nè, à mi hù nọ khu nhì thọ chè gò khu gà khu yờ phú dẻ mà bì lù xì ơ chá cơ xóa nè. Thì huyện xài xa khá mi chá hú thá chá lá ở gà phí phú dẻ, thì hà cú chè tì bà á chè gà bà chá. Chi trả dịch vụ môi trường rừng. Huyện mừng tè mi trả xa khá mi trả khu thả giá lá ở gà phí phú dẻ khá giá lá ở trả nhà cỏ. Khi mừng nhà khu á khải, xa khá mi trả khu thả giá mừng có á nè. Xa khá mi trả khu thả giá lá ở gà phí phú dẻ phí giá mừng. Chú giá có ở xa, chá bị lo gà lọ, xa ba ủ ba vệ sủ yờ bờ xe. Xa khá mi trả khu thả giá lá ở gà phí phú dẻ khá giá ở trả nè. Để trả ủ trả khó tỏ ở mưu trẻ lạ. Hi ta nà xa khá mi trả hú thả giá lạ ở mò nhẹ mò ủ mưu thế nè.
sa kha mi cha hu tha za la ga phi phu je cha bi ga za te la ma le vi mung te ni tình trung ương nghe như khứ á nè sa kha nhà du dễ lá là ở chả sa kha mi cha hu tha za la ga phi phu je bi za je sa kha mi cha hu tha za to đội khai sa kha za ma bi phu za la phu za la nè ti mi cha ơ mò hà gà á khó hà ơ chả cứ nè lá nè huyện bữa xe em mẹ em bị pa nè cháu cô mẹ sa kha mi cha bị ba hù thả cho giả thả lẹ em bị nhà nọ đài truyền hình lai châu ạ hà nhị tổ cửa hít các khứa ngỏ nà hít nát khó cứ lắc cái ạ dừa nhị nát hà hù giả kíp hà